Con là Đăng Lê Huyên cùng bạn Anh Tuấn. Chúng con là học sinh lớp 3P1. Sau đây, con xin giới thiệu về tiết mục dự thi của lớp mình. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ là hai cô giáo. Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền. Tiết mục ca kịch Là Mẹ Của Con xin được phép bắt đầu. Xuôi nguồn chảy ra, sông trả lời với em. Ô là
con hình hài, nuôi dưỡng con thành người, cho con đến một cuộc sống tươi đẹp này. Và một người dạy bảo con, dạy cho con từng nét chữ, từng con tính. Chúng con yêu mẹ và cô, hai người mẹ của con.